Sao, nói cho mẹ nghe coi, con muốn mua nè. Con muốn à. Muốn cái nào? Muốn cái nào? Nói cho mẹ nghe coi, rồi mẹ nói cô chú nè. Con muốn mua cái nào? Con muốn mua nào? Nó nói chữ, nó cứ nói chữ đó dễ thương lắm. Nên ta bấm máy quay lên cái đó là bắt đầu nó không nói coi được không? Lúc mà không có máy quay thì nó nói mẹ con muốn mua này, con muốn mua hết đồ chơi luôn. Cái giờ tôi mở máy lên nó không nói. Có được đó không? Vậy thôi sao mua đồ chơi được, coi cái mỏ rồi. Cái môi rồi, cái môi rồi. Nó nói cho cái môi, cái nó làm môi nha. Coi cái môi kìa. Ôi, coi cái mặt kìa, cái mặt gì mà giống con Ngọc Huỳnh Hôi Giờ dữ người ta. Cái mặt của ai mà giống con Ngọc Huỳnh Hôi Giờ dữ người ta. À. Phải không? Cái phải nhỏ đó là con của Ngọc Huỳnh Hôi Giờ không ta. Hả? Ôi, đó rồi, coi cái mặt kìa. Ui, sao cái mặt nó giống. Ủa, cái mặt dính gì vậy? Mặt dính gì vậy? Trời ơi, trời hỏi mặt nó dính gì, nó liếm nước miếng, nó lấy nó chùi. Có được đời không? Thôi ở nơi dơ quá trời luôn cô chú ơi. Chay à, chay, không hơi dơ vậy, chay à. Chay ơi, sao con dơ quá, chay ơi, chay. Stop. Nè nè, cái mặt con dính gì ngoài đây nè, màu mọc lát ở đây nè, ngay chỗ này giống như bị nám vậy đó chay. Chay nè, ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè. Cái gì á. Rồi, được rồi, ok. Cái mặt này phải có mặt của con của Ngọc không ta? Ngọc quê Bến Tre không ta? Ngọc Bến Tre phải không? Hôm này là ăn chay gì ta? Chay Bến Tàu hả? Chay Bến Tàu. Để quay chay Bến Tàu cho cô chú coi nha. Đó. Coi chú Hồ Quang Hiếu rồi, giờ là Hiếu Bến Tàu, chay là chay Bến Tàu. Chay mai mốt về chay muốn gặp chú Hồ Quang Hiếu không chay? Chay. Chay muốn chụp hình với chú Hồ Quang Hiếu không? Hả? Mai mốt về mày hẹn chú Hồ Quang Hiếu đi uống cà phê rồi chụp hình với chú Hồ Quang Hiếu nha. Trời ơi, nhắc nha, chú Hồ Quang Hiếu mới nhớ hồi cái bữa mà cái bữa về đợt rồi á thì hẹn đi uống cà phê không được. Nhưng mà lúc mà cái gì đó Tết thường thường á mình ăn tất niên, đúng rồi. Tất niên của năm ngoái thì lúc đó là Ngọc đã qua bên đây lại rồi. Thì Hồ anh Hồ Quang Hiếu hả? Chưa, không có biết. Con muốn Peppa Pig mẹ ơi. Con muốn Peppa Pig hả? Dạ. Hồ Quang Hiếu anh không biết. Con muốn đồ chơi nhà mẹ ơi. À, con muốn đồ chơi nhà. Dạ. Mẹ ơi, con muốn cái cửa mẹ ơi. À, muốn cái cửa luôn hả? Dạ. Giờ nó muốn đó. Nhỏ thôi con, nhỏ thì mày nói chuyện. Mẹ. Nhỏ thôi. Con muốn gì quá trời đồ chơi luôn. Coi, con muốn quá trời đồ chơi luôn. Mẹ ơi. Nhưng mà phải nó nhỏ nhỏ lại cho chút, cho mẹ chút chứ. Không mẹ ơi. Để mà kể tiếp câu chuyện cho cô chú nghe. Cái bữa tất niên nhà của chú Hồ Quang Hiếu á, cái anh nhắn tin, anh nói hả, anh gửi cái tấm hình anh mời hai vợ chồng đi ăn tất niên. Cái Ngọc nói trời ơi, anh Hiếu ơi, em đi về lại Mỹ rồi. Cái nó ồ vậy hả, thôi vậy anh em mình gặp chuyến sau. Không mấy là mình đi ăn nhà tất, anh đi ăn tất niên nhà của chú Hồ Quang Hiếu, mình review cho cô chú coi được rồi. Chỉnh nó không nằm. Tôi nằm vậy nè. Tôi nằm vậy rồi nó lên, nó ngồi lên cười tôi rồi, có được không? Chay à, con đi xuống cho mẹ đi chay. Dạ không. Trời ơi, nó nói dạ không. Trời ơi, nó nặng quá. Chú tôi, cứu tôi. Sao con lên vai mẹ ngồi mà không có ngồi với nè em. Trời ơi. Cứu tôi với. Au. Có được không? Trời ơi, coi cái chân đó thì dắt lên đùi không? Mà vậy là mẹ gánh con là gánh cả cuộc đời luôn. Người ta gánh mẹ chứ ai gánh con chay. Hả? Gánh mẹ chứ ai gánh con. Gánh mẹ. Hả? Gánh con. Gánh con à? Ừ, gánh con rồi. Mẹ đang gánh con nè. Gánh con gánh cả đường đi lối về nè. Con muốn trick mẹ ơi. Ồ, con muốn trick or treating hả? Dạ. Tới cuối tháng 10 này đi, mặc đồ Halloween đi rồi mẹ cho đi trick or treating, ok? Mẹ ơi. Mà xin nhiều kẹo không? Nửa điện thoại nữa, đưa mẹ điện thoại. Con muốn ngại đi mất mẹ ơi. À, con muốn
con muốn hết luôn rồi. Ok, để mẹ nghe điện thoại đó nha. Ôi trời 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 trời. Sao vậy? Ủa con làm gì? Mẹ đâu có làm gì con đâu chạy. Con người sao lạ lùng như vậy? Mẹ có người có mẹ. Hả? Trời đất ơi. Nuôi được đời không? Mắt nhỏ thôi, nhỏ thôi. Trời con mặt cái mặt khó chịu kìa, mặt khó chịu kìa. Trời ơi, con ngồi kìa con chú kìa. Coi được không? Trời ơi, nhà có hai mẹ con mà nó ăn hiếp tôi vậy đó. Coi ai nói tôi ăn hiếp nó không? Ai ai mà thấy cái video mà la nó một cái là cô chết với cô chú luôn mà coi coi nó ăn hiếp tôi kìa. Nó đè đầu, nó cởi cổ tôi. Có ai bên tôi không? Không. Kính thưa không. Cuộc đời không ai binh vực, không ai yêu thương. Mà thương chỉ một mình. Em bé ngủ nướng ơi. Đầu bù tóc gôi rồi. Bét đó coi, bét đó. Trời ơi, trời ơi. Con làm gì hả? Con làm giống con cọp á hả? Con cọp rồi gì đó, con cọp tên yêu qua này. Nó đạp bay đó cái cây nha, nó đạp bay đó. Nè, hồi nãy Ngọc nói tiếng Quảng, nó quậy quậy cái Ngọc nói mày đạp con nghe cho em đạp con. Cái nó nói mẹ đừng quýnh chay nữa. Trời ơi, không biết sao mà Ngọc nói cái tiếng Quảng mà cái chữ đập á, mình nó mà nếu mà bóp méo lại nó thành chữ đạp. Vậy mà nó nghe nó cũng biết cái từ đó có nghĩa là đánh nữa. Mày đạp con nghe chay. Mày đạp đó. Không, hồi nãy chị nói mi, chị nói ta quýnh mi đó nghe chay nha, ta quýnh ai đường ông lộc. Tao đạp mi đó nghe chay nha, tao đạp mi đó. Ôi trời ơi. Rồi bây giờ cho cô chú coi cái ngàn kiểu chụp hình sao. Chụp hình nóng giận sao. Bực sao, bực sao. Bực vậy đó hả, rồi cười, cười sao, cười triều mến coi. Cười triều mến coi. Gỡ pieces mẹ ơi. Ô, gỡ ra hả. Rồi gỡ ra nên gắn lại nha. Mẹ sẽ kêu mong. Trời ơi ngọt. Pieces. Nói tiếng gì. Mẹ, mommy, here's this one. I use this. Không, nói tiếng gì coi mà ngồi khép khép cái chân con lại coi. Con muốn nào mẹ ơi. Muốn nào, rồi con gắn trước hay mẹ gắn trước. Chạy lắm được mẹ ơi. Rồi chạy gắn trước đi. Khép cái chân lại, khép cái chân lại. Để cô chú thấy cái quần kỳ lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, giỏi. Đó, coi cô coi thông minh chưa cô chú. Chị khép cái chân lại, lấy cái bàn nó che lên luôn. Không chạy nữa mẹ ơi. Không làm gì. Không chạy nữa. Rồi, ai đó, ông đó tên gì? Ông đó tên gì? Ông đó tên là chiến binh dữ dội. Không phải, chứ phải. À, ông đó đi lộn, đúng rồi, ông đó là. Mẹ ơi, cái này sao mẹ ơi? Cái nào đâu? Cái này. À, cái đó là cái lá đó con. Rồi, bây giờ tới mẹ gắn nha. Không phải, trái chay. Ồ, trái chay hả? Chay cho mẹ gắn với. Không. Sao vậy? Chị chừ chừ mẹ ơi. Ừ, khoan khoan, ông, chú này tên gì? Chú này tên Christoph. À, Christoph, ok. Lấy này ra. Lấy này ra. Không phải mẹ. Rồi, cô công chúa đó tên gì á? Công chúa Christoph. Không phải Elsa. Elsa đúng rồi. Princess đó. Cho mày đánh, cho mày dán với. À, mẹ chờ con. Mẹ chờ con hả? Ok. Hai con này tên gì đây? Olaf. Ok. What's that name? Con này cái đó là princess, công chúa Jasmine. À, không phải mẹ ơi. Chị coi tên gì? I am too precious. Công chúa gì? Công chúa Elsa mẹ ơi. Bảy. Cái đó là bảy à? Không phải bạn. Cái này là công chúa Elsa nè. Rồi công chúa này công chúa gì? Công chúa Anna. Đúng rồi. Rồi cái đó là cái gì á? Dutton mà. Này là gì đây? Này Fred Arendelle. À cái này là Arendelle hả? Mẹ cái làng Arendelle đúng rồi. No Dutton mommy. Tới mẹ hả? Are you guys playing? Yeah. You want to play with me? Yeah. Oh look, I'm gonna be her. You want me to be the star? Or the snowflake? Yeah, let me be a snowflake. You're gonna be a square. Nói tiếng gì cái nhà vô cái nói tiếng Anh. Daddy, this one, daddy. Right here, daddy. Let me help you, daddy. That's your daddy. Rồi, cho cô chú chơi không? Cho cô chú chơi không? Bây giờ tới mẹ nha, mẹ dán vô này nha. Okay, I'm gonna cook some. Giỏi quá. Sorry, I was so late. Baby,
Can you take out my what is that? Air fryer? Yeah, air fryer. Yeah, I don't like air fryer. Sao vậy? Sao con không thích air fryer? Air fryer nấu đồ ăn ngon lắm á. Sao không thích? Vô viền đó cô chú. Cô chú coi cuối cùng chay gắn được đây nè. Cho cô chú coi. Mẹ kêu cô mẹ. Không phải chứ mẹ ơi. Không phải thì sao? Không phải chứ mẹ ơi. Cho cô chú coi đi. Không phải chứ mẹ ơi. Sao không phải? Phải chứ mẹ ơi. Là lên mẹ ơi. Thì sao? Không phải chứ mẹ. Chú à. Con cho mẹ chơi với không? Không phải. Chứ mẹ ơi. À giờ làm cái mặt đó hả? À? Ok con làm mặt bên đó đi. Mommy. Bây giờ con cho con chơi mẹ. Let me show with you. Hi, good mommy. Này của mẹ nè mẹ ơi. Chào mẹ ơi. Ừ. It's show over. Ừ. Mẹ chờ con. Mẹ chờ con phải không? Ok con gắn trước đi. Gắn chỗ nào? A sky. Ồ gắn lên trời hả? Yeah. Ai tên sky ta? Cái mưa. Cái đó là gì vậy? Cái đó là gì vậy? Đừng có quýnh mạnh quá. Chay, con tên gì vậy Chay? Đó, hư rồi đó. Con tên gì? Họ tên của con là gì? Mommy. Mẹ ơi, tới lượt của mẹ. Tới lượt của mẹ. Đúng rồi, mẹ dán ở đây. Ok mẹ ơi. Không phải, it's not up to down. À, mẹ gắn ngược rồi. Mẹ, con nói mẹ gắn ngược rồi. Mẹ gắn ngược rồi. Đúng rồi. Oh, it's down to down, mẹ ơi. À. Đứng không được hả? Dạ. Được nè. Không phải. Rồi, sao nữa? She's not like in the back. Sao? Không phải quýnh lộn hả? À không có quýnh lộn mà dán vậy là không phải quýnh lộn đúng rồi. Dán vậy lại. Dán vậy là sao? Quýnh này snowflake look cho chú ơi. À cô chú ơi. Snowflake. Con nói đi bông tuyết. Bông tuyết cho chú ơi. Bông tuyết nè cô chú ơi. Bông tuyết cho chú ơi. Ừ. Ai nữa cho cô hai cô chú coi ai nữa? This one. Là cái gì? Cho cô chú coi. Cái giống nhau mẹ ơi. Sao giống nhau hả? Dạ. À giống nhau. This is Arendelle. À, cái đó là Arendelle đó, cái ngôi làng Arendelle của Elsa với Anna đó. Cái làng Arendelle đó. Con làm gì vậy? Con bỏ Arendelle trên đầu con hả? Hồi nãy mẹ tưởng con nói cái đó là Frozen House. Hay là Arendelle, cái đó là cái nào? Cái Arendelle too, mommy. Là sao? Không phải Arendelle Elsa, mẹ ơi. Không phải Anna, Elsa với lại gì? Arendelle Elsa. Wow, cô chú coi chay gắn nè. Đó, đây, cô chú coi chay gắn nè. Không phải mẹ ơi. Sao không phải? Không phải this way. Chay gắn mẹ luôn. Sao vậy con làm gì? Mà con chơi con nhớ cất cho kỹ nghe chưa? Để mất là không hết đồ chơi nghe chưa? Mới mua nữa đó cô chú. Con có cảm ơn mẹ chưa? Hả? Mẹ mới mua cho con cảm ơn mẹ chưa? Lúc nào nó đi ra đường là nó cũng có đồ chơi cô chú. Nào cũng vậy. Lụm 1-2 món lụm miết vậy đó. Không phải just say that. Đúng rồi hả con? À đúng rồi cái đầu đó đúng rồi đó. Ai á, cho cô chú khoe cô chú cái đó là ai? Quýnh lộn. À, cái chú này để quýnh lộn đúng không? Cái chú quýnh lộn. À, cái chú đi quýnh lộn. Ôi, cái chú quýnh lộn nè, cô chú thấy ghê chưa? Quýnh lộn với con chay á. Không. Quýnh lộn với ai? Frozen là ai? Té luôn. À, quýnh lộn té luôn hả? Bộ quýnh lộn với ai? Eo gì? Like a movie, mommy. Đúng rồi, giống như trong phim, đúng rồi. Like... Seriously calling my name throughout the whole study session? Yeah. Because we were hiding from you. Excuse me, daddy.
Mommy, you know she, Mommy. Okay, excuse me. There you go. That's all you have to say. No, Daddy, no. Wait, Daddy. No. What's my Anna? No, bà, nó là phải nói excuse me. Con mẹ là phải be nice. Hello. Nó mà bây giờ mà hai vợ chồng mà có la tới la lui là nó là người ở đứng chính giữa. Nó nói hả? Không có được la nữa. Nó nói vậy đó. Hello. Baby, this is the polo one. Nice, right? Mm-hmm. She looks really nice on polo. Put it right here, Daddy. There's just something about polo that... It's a peach. I like the design like that. Daddy, like yeah, that. Yeah, it's a pretty design. Mm-hmm. His guy in the trees. I done sky. Precious. I done sky. I have fun, Leo. How? Ôi mẹ giống nhau mẹ ơi. Giống nhau đâu? Giống nhau. À giống nhau. Con tên gì? Ồ cái đó là gì em nói cô chú nghe. Kéo mẹ ơi. Kéo mẹ ơi. Nói cô chú ơi bông tuyết nè. Mẹ kéo mẹ ơi. Té không? Té không? Té coi. Không có cái đó mà cứ gỡ răng dán vô. Gỡ răng dán vô miết đi cô chú. Con đá lộn cho chú mẹ ơi. Hả? Đá lộn mẹ ơi. À, con đánh lộn hả? Con đánh lộn với cô chú hả? Dạ. Trời ơi. À không cười. Không cười. Không cười. Không cười. Không cười. À, không cười. Không cười. Con đánh lộn cô chú. Đá không cháy. Con quán lộn mẹ của mẹ. Con đánh lộn với mẹ hả? Con đánh lộn cô chú. Con đánh lại không? Hả? Mấy chục ngàn cô chú, mấy trăm ngàn cô chú cũng lại. Đã ăn cây, lấy cây luôn rồi. Lấy cây luôn con. Quắn rồi rồi. Cứ chạy xuống rồi, cứ quắn lại. Cứ chạy. Lấy cây luôn. Ok mà. Trời ơi, mẹ con đánh lộn với cô chú mẹ. Nghe thấy. Ủa, cô chú thấy chưa? Justin Bell, mẹ ơi. Hả? Justin Bell. Ai? Justin. Bên gì? Bên. Là gì? Justin. Không hiểu. Justin, mẹ ơi. Justin là gì? Justin, mẹ ơi. Oh, Jasmine hả? Không, Justin. Bên mẹ ơi. Không hiểu, hiểu chết liền luôn rồi ta. Vậy mẹ cái phiếu của mẹ nè. Cái nào? Cái Christopher có... À cái con bà cái con lừa hả? Dạ. À cái con lừa sao không biết sao ta không bán vô cái bộ này mày không biết. Trời ơi, cái anh này nè, cái anh Christoph này là lúc nào đi theo ảnh cũng có một cái con lừa. Con lừa mà thích ăn cà rốt á, nó hỏi cái con nó đâu rồi, con nói tên gì? Mày con rốt nè. Con nói tên gì? Cô rốt nè, cô rốt nè. Ờ Olaf nè, đúng rồi. Mà cái con nói tên gì qua đây? Crispin gì? Christoph Will. À, nhưng mà cái con mà đi theo Christoph tên gì? Cái con mà ăn có con bạn của cà rốt đó nó tên gì? Cà rốt này. Cái con mà ăn củ cà rốt tên gì mẹ ơi? Hả? Cà rốt này vậy. Rồi cho cô chú coi cái. Con có con gì nữa? Cái. Nè nè. Ai á? Anh là cái snowman. Ai á? Giống nhau mày ơi. Làm sao? Giống nhau. À giống nhau. Giống nhau. Mà sao cái cô này đầu bù tóc rối dữ vậy? Này cái cái rối nè. Hả? Con cột tóc lên cho em đi. Can you like that? It look like a pony man. À đúng rồi, cột lên giống là cái pony đúng rồi. Cột lên sao? Cột lên sao? Ồ dữ. Gọn gàng quá. Đúng rồi. Hay chưa? Mà anh ở đây. Ô sợ hút đi mẹ ơi. Ô sợ giúp con hả? À sợ giúp rồi. Đúng rồi. Ô sợ giúp đẹp mẹ ơi. Ô sợ hút đi mẹ chơi con ô sợ mẹ ơi. À con mới chơi con ô sợ. Không mẹ chơi với cô gái này.
Hello. Mẹ chơi với cái này. Hello. Không. Hello. Chơi với nào? Chơi này phải không? Chơi chơi. Không phải chơi. Hello. Không biết peach. Dán dán vô đây. Yeah, let me help you. Mẹ ơi, để con giúp cho mẹ. Elsa's tooth mommy. À, Elsa nhỏ quá hả? Elsa nhỏ cầm mẹ ơi. À, Elsa nhỏ cầm rồi sao nữa? It's small too, mẹ ơi. À, cái chú đó cũng nhỏ luôn hả? Con nó nhỏ xíu. Nhỏ xíu mẹ ơi. Nhỏ giống như nàng út trong ống tre. Con ống tre. Đúng rồi, hạt tiêu đánh đá. Con nó hạt tiêu đánh đá. Nói đi. Không phải này. Hạt tiêu đánh đá. Không phải này. Không phải nào. Ông là ông phải. Nào. À. Cô chú mà gặp nó ở ngoài đảm bảo té ngửa luôn, nhỏ xíu à. Nam thấy yêu mommy. It's my mommy. Trên video là thấy bự vậy đó chứ ngoài nó nhỏ. Mommy, oh my.